sàn đáp trên tàu sân bay được coi là một trong những môi trường làm việc vất vả, ồn ào và nguy hiểm nhất trên thế giới. Khu vực này thường có kích thước nhỏ hơn nhiều so với đường băng thông thường, đòi hỏi các nhà thiết kế phải ứng dụng nhiều giải pháp đột phá để giúp máy bay chiến đấu cất hạ cánh an toàn. Đồng thời, phi công và kỹ thuật viên trên tàu phải được huấn luyện kỹ để tránh xảy ra tai nạn. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng màn cất hạ cánh của máy bay X-47B. Máy bay chiến đấu thông thường cần quãng đường trải đài ít nhất là 500 đến 600 mét để cất cánh. Quãng đường có thể lớn hơn nếu mang tải vũ khí hoặc trang thiết bị nặng. Trong khi đó, thì đường cất cánh trên tàu sân bay chỉ dài khoảng vài chục mét và các phi cơ sẽ lao thẳng xuống biển nếu không có phương pháp hỗ trợ cất cánh đặc biệt. Phương pháp hỗ trợ đầu tiên mà tàu sân bay có thể làm với các phi cơ là di chuyển ngược gió ở vận tốc cao. Điều này sẽ giúp tăng lượng khí đi qua cánh máy bay, giúp tăng lực nâng và cho phép phi cơ cất cánh với tốc độ thấp hơn yêu cầu. Giải pháp hỗ trợ cất cánh chủ đạo là máy phóng hơi nước, có khả năng tăng tốc những chiếc máy bay nặng hàng chục tấn từ 0 lên 270 km/h chỉ trong vòng có 2 giây. Năm 2013, chiếc máy bay không người lái tăng hình tự hành X-47B của Hải quân Mỹ đã thực hiện lần cất cánh đầu tiên từ boong một chiếc tàu sân bay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Hải quân Mỹ cho biết, X-47B được phóng lên khỏi mặt tàu sân bay nhờ máy phóng hơi nước. Như vậy, cơ cấu cất cánh của chiếc phi cơ này hoàn toàn giống với các loại máy bay chiến đấu bình thường. Do được ra đời nhằm biên chế trên các tàu sân bay, khả năng chịu đựng của X-47B trong môi trường biển khắc nghiệt cũng đã được kiểm chứng. Để chuẩn bị cho tiêm kích cất cánh, kỹ thuật viên trên boong hướng dẫn máy bay vào vị trí, sau đó nối thanh kéo trên càng trước máy bay với thoi đẩy của máy phóng. Một thanh neo phía sau càng được lắp vào máy phóng để giữ chặt phi cơ, không cho nó lao đi trước khi được phép. Tấm đổi hướng luồng khí xả phía sau máy bay được nâng lên nhằm bảo vệ người và thiết bị xung quanh bị tổn thương trước luồng khí phản lực cực nóng. Khi quá trình kiểm tra kỹ thuật hoàn tất, sĩ quan điều khiển máy phóng sẽ nạp hơi nước từ lò phản ứng hạt nhân vào xi lanh. Các piston được khóa cố định để gia tăng áp suất, sẵn sàng lao đi khi có lệnh. Máy bay của Mỹ cất hạ cánh thì như vậy. Thế còn máy bay của Nga thì sẽ làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng màn biểu diễn của Su-33. Su-33 mang sứ mệnh mới là cất cánh từ đường băng khá ngắn của các hàng không mẫu hạng. Chiếc tiêm kích được trang bị hệ thống bánh đáp mới, cứng cáp hơn. Lớp khung và vỏ máy bay được phủ một lớp sơn nano kèm hợp chất chống ăn mòn để phục vụ trong môi trường có nhiều hơi nước biển. Sukhoi Su-33, tên ký hiệu của NATO là Flanker D, là một máy bay chiến đấu hải quân được sản xuất ở Nga bởi hãng Sukhoi vào năm 1982 cho tàu sân bay. Đây là một máy bay có thiết kế bắt nguồn từ Sukhoi Su-27 Flanker và ban đầu nó được biết đến với tên gọi là Su-27K. Sự khác biệt chính giữa Su-27 và Su-33 đó là việc Su-33 có thể hoạt động trên tàu sân bay. Không giống như Su-27, Su-33 có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Quay trở lại với dòng máy bay Mỹ, chúng ta hãy cùng nhau xem liệu chiếc E-2C của Mỹ cất hạ cánh như thế nào. Việc cất hạ cánh từ tàu sân bay rõ ràng không phải là công việc đơn giản và việc bị giới hạn bởi kích thước, trọng tải và khả năng cơ động khiến cho không nhiều loại máy bay siêu trường siêu trọng có thể cất cánh nổi từ tàu sân bay. Một trong những loại máy bay cất cánh tốt từ hàng không mẫu hạm dù nó có trọng tải lên tới 20 tấn và tối đa có thể lên tới 40 tấn đó là E-2C, một loại máy bay thám sát cảnh báo sớm của Không quân Mỹ. E-2C được thiết kế chuyên biệt dành cho tàu sân bay với hai cánh có thể gập sát vào thân. Phần càng đáp phía trước có thể lắp với máy phóng, phía sau máy bay có móc hãm đài. Khung thân của E-2C chế tạo từ kim loại nhẹ và phần cánh đuôi được làm từ vật liệu composite nhằm giảm tín hiệu phản xạ radar. Từ tháng 5 năm 2004, những chiếc Hawker 2000 của Hải quân Mỹ trang bị hai động cơ cánh quạt 8 lá Hamilton Sunstrand NP-2000 có độ rung và tiếng ồn nhỏ, được kiểm soát bằng máy tính thay vì cơ học như ở động cơ cánh quạt 4 lá cũ. Đối với chiếc E-2C là vậy. Thế còn với chiếc C-130 Hercules, một chiếc vận tải cơ của Mỹ, thì ra sao? Chúng ta cùng nhìn về phía màn hình. Trong tháng 11 năm 1963, một chiếc vận tải cơ C-130 Hercules đã thực hiện thành công 21 lần cất và hạ cánh trên tàu sân bay USS Fort Bristol.
Một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể triển khai trên biển trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nó lại cần được tiếp tế thường xuyên. Trong thời điểm hiện tại này, máy bay vận tải hạng trung C-130 Hercules mới đi vào phục vụ trong không quân Mỹ và nó được coi là thích hợp cho nhiệm vụ trên. Máy bay của Hải quân thì được thiết kế đặc biệt để có thể cất và hạ cánh trên tàu sân bay với sự trợ giúp của cáp hãm đà khi hạ cánh hay máy phóng hơi nước nhằm cung cấp tốc độ ban đầu cần thiết để cất cánh. Áp suất hơi nước phải được tính riêng cho từng máy bay, bởi nếu áp suất quá nhỏ thì nó không đạt được tốc độ và lao xuống biển. Trong khi nếu quá lớn thì có thể khiến càng phi cơ bị gãy. Trong khi áp suất xi lanh đạt mức yêu cầu, phi công sẽ bật chế độ tăng lực của máy bay và chờ cho tới khi động cơ đạt lực đẩy tối đa. Trong điều kiện ban ngày, phi công ra hiệu sẵn sàng cất cánh bằng động tác chào điều lệnh. Hành động này được loại bỏ khi tác chiến ban đêm. Sau hơn nửa thập kỷ, hiện vẫn chưa có chiếc máy bay nào phá được kỷ lục là chiếc phi cơ lớn nhất từng cất và hạ cánh thành công trên tàu sân bay như kỳ tích C-130 đã lập nên. Nhưng màn cất hạ cánh của những chiếc chiến đấu cơ của Mỹ là như vậy. Thế còn những chiếc tàu sân bay được phục vụ cho công tác kể trên gồm những chiếc điển hình sau đây. Thứ nhất, USS Dwight Eisenhower. Đây là chiếc tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, được biên chế vào Hải quân Mỹ vào năm 1977, được đóng tại công ty đóng tàu Newport News ở Virginia. Sau khi được đưa vào biên chế, con tàu này đã tham gia chiến dịch Vuốt Đại Bàng trong cuộc khủng hoảng con tin ở Iran vào năm 1980, sau đó thì tham chiến ở vùng Vịnh vào thập niên 1990. Còn gần đây nhất là tham gia vào hoạt động hỗ trợ quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Ngoài chiếc Dwight Eisenhower, thì những màn cất hạ cánh mà quý vị vừa chứng kiến ở trên cũng được thực hiện bởi tàu sân bay USS Harry S. Truman. Con tàu này là tàu sân bay thứ 8 thuộc lớp siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu thì được đặt tên theo Tổng thống thứ 33 của Mỹ. Con tàu này có chiều dài 332,8m, rộng lớn nhất là 76,8m, lượng mớ nước 11,3m, lượng giãn nước là 103.900 tấn. USS Harry S. Truman có thể mang theo 90 máy bay các loại, tiêm kích trên hạm chủ lực là FA-18EF Super Hornet. Con tàu sân bay này thì đi vào hoạt động từ ngày 25 tháng 7 năm 1998 và có thể mang theo 90 máy bay các loại. Con tàu USS Harry S. Truman thì đã tham gia vào các chiến dịch quân sự thiết lập vùng cấm bay ở Bosnia và Herzegovina năm 1993, chiến dịch tự do bền vững Afghanistan, chiến dịch tự do Iraq. Đặc biệt, trong chiến dịch tự do Iraq năm 2003, các tiêm kích trên CVN-75 đã thực hiện hơn 1.300 phi vụ. Và con tàu cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị đó là chiếc USS Theodore Roosevelt. USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay nguyên tử lớp Nimitz thứ 3 của Hải quân Mỹ. Con tàu vinh dự mang tên vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, Theodore Roosevelt. Cũng giống như 10 tàu sân bay nguyên tử lớp Nimitz, USS Theodore Roosevelt được đóng tại công ty đóng tàu Newport News, Virginia, Hoa Kỳ và cũng sở hữu những tính năng vượt trội của siêu tàu sân bay. Khả năng tấn công của USS Theodore Roosevelt được bổ trợ bằng năng lực phòng thủ bao gồm 2 bị phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bị phóng tên lửa đối không tầm gần RIM. Ngoài ra, 3 hệ thống vũ khí CEWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần, máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.